hay, một chiếc video về chùm những con người kỳ dị nhất hành tinh. Bạn đã biết chưa? Người băng, người nam châm, người điện, người không cần ăn uống, người thở dưới nước, vân vân và mây mây. Những người có 102 trên thế giới sẽ khiến bạn phải há hốc đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác đấy. Bắt đầu nha. Câu 1, theo bạn, người băng và người lửa, ai có thật? Người băng là có thật. Một người đàn ông tên là Wim Hof được gọi là người băng khi có thể ngồi thiền trong băng 2 giờ đồng hồ mà vẫn sống khỏe mạnh. Thậm chí, ông có thể leo lên đỉnh Everest, cao nhất và lạnh nhất thế giới mà chỉ mặc quần đùi, hoàn thành một cuộc đua chạy marathon ở sa mạc Namib mà không uống nước. Quá đỉnh phải không anh em? Câu 2, đố các bạn, giữa người nam châm và người kiến, ai có thật nhỉ? Câu trả lời là người nam châm có thật. Cụ ông Thalin, 70 tuổi, được mệnh danh là người nam châm khi ông sở hữu khả năng kỳ lạ, chính là cơ thể có thể hút hết các vật bằng sắt, thép. Thậm chí, ông điều khiển và khống chế khả năng kỳ lạ này một cách phi thường. Các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng hẳn là da của ông có ma sát rất lớn và tạo ra hiệu ứng hút. Câu 3, theo các bạn, trên thế giới này, người điện và người sét, ai có thật không? Người điện là có thật. Một người đàn ông ở Serbia đã lập kỷ lục thế giới về người có khả năng dẫn điện. Ông này đã dùng điện trong cơ thể để thắp sáng bóng đèn, để cho dòng điện mạnh gấp 1.000 lần, điện trong nhà chạy qua cơ thể mà vẫn an toàn. Thậm chí, ông ta còn có thể biến cơ thể mình thành bếp điện để đun nước nóng, luộc trứng nữa cơ. Mà mấy bạn ơi, theo mấy bạn thì con người không ăn uống mà vẫn sống khỏe mạnh có thật không? Là có thật nha. Một người đàn ông Ấn Độ tên là Jani đã không ăn uống trong suốt 68 năm. Ông Jani thậm chí còn không đi vệ sinh luôn. Sự thần kỳ của ông đã khiến cho 400 bác sĩ cảm thấy rất bối rối. Các bác sĩ cho biết, mặc dù ông không hề ăn uống nhưng nước tiểu vẫn được hình thành, sau đó liền bị vách bàng quang hấp thụ trở lại. Hiện tại vẫn không có một lời giải thích khoa học thỏa đáng cho hiện tượng này. Ảo thật đấy. Vậy còn giữa người bốn chân và người có 300 chiếc răng, ai có thật đây? Người có 300 chiếc răng là có thật. Một người bình thường chỉ có nhiều nhất là 32 răng. Nhưng cậu bé John Chris, 10 tuổi, người Philippines này có đến 300 chiếc răng, nhiều gấp 10 lần người bình thường. Tuy nhiên thì các bác sĩ cho rằng John Chris mắc một căn bệnh gọi là mọc thừa răng. Và trên thế giới, chỉ 1% người mắc bệnh này mà thôi. Câu 6, theo các bạn, người ăn đất và người ăn đá, ai không có thật? Người ăn đá là không có thật, thế nhưng trên thế giới đã từng ghi nhận rất nhiều trường hợp có người ăn đất. Như một số bộ tộc ở châu Phi vì quá nghèo, không có cái ăn mà họ đã phải đào những lớp đất mịn ở sâu trong lòng đất để chế biến thành những cái bánh có thể ăn thay cơm. Câu hỏi tiếp theo, đố anh em, người nhìn dưới nước và thở dưới nước, ai có thật? Người nhìn được dưới nước là có thật. Trên thế giới có một tộc người tự do, còn gọi là người hải dương. Những người này có đôi mắt lấp lánh như sao, có thể ở dưới nước, nhìn như ở trên bờ. Thậm chí, họ còn có khả năng phóng to, thu nhỏ đồng tử khi ở dưới nước. Siêu năng lực từ khi sinh ra đã có của những người hải dương này luôn khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Câu 8, theo các bạn, siêu nhân và người nhìn xuyên thấu, ai có thật? Người nhìn xuyên thấu mọi vật là có thật. Một cô gái tên Laura đến từ Mỹ với đôi mắt trắng dã không có chút lòng đen nào, có khả năng nhìn xuyên qua cơ thể thấy nội tạng bên trong và có khả năng nhìn xuyên tường, xuyên màn đêm vẫn có thể đọc được bình thường. Quá đỉnh và thật không thể tin nổi. Vậy còn người có IQ 300 và người có trí nhớ siêu phàm, ai có thật đấy? Người có trí nhớ siêu phàm là có thật. Một người đàn ông tên là Daniel Tammet có khả năng nhớ và đọc được 22.414 chữ số đằng sau số pi 3.14. Đỉnh hơn nữa là một người đàn ông khác tên Stephen với khả năng chỉ cần nhìn thấy là không bao giờ quên và có khả năng vẽ lại cả thành phố Singapore giống đến 99%. Quá đỉnh, lần thứ N luôn rồi.
Câu đố thứ 10. Theo các bạn, người ăn gạch và người ăn thủy tinh, ai có thật không nhỉ? Câu trả lời là cả hai đều có thật. Một người đàn ông ở Ấn Độ coi gạch như một món ăn khoái khẩu. Thậm chí ông còn cho rằng ăn gạch ngon hơn ăn cơm. Thêm một quả nhân ăn thủy tinh như ăn kẹo chính là một cụ ông 71 tuổi người Trung Quốc. Ông từng nói rằng thà ăn cái cốc đựng bia còn hơn là uống bia trong cốc. Đúng là không có lạ nhất, chỉ có lạ hơn phải không anh em? Theo các bạn, người lưỡi dài và người tai dài, ai có thật? Người lưỡi dài là có thật. Trên thế giới có khoảng 5% những người sinh ra đã sở hữu một chiếc lưỡi dài hơn bình thường. Nhờ vậy, họ dễ dàng thực hiện những động tác khó như kéo lưỡi qua cằm, dùng lưỡi liếm mũi. Eo ơi, bạn có đang sở hữu khả năng siêu phàm nào không? Nhớ comment chia sẻ cùng Nhanh Trí nhé! Mà anh em ơi, xem siêu nhân nhiều rồi, ai cũng thấy siêu nhân có khả năng siêu phàm gì cũng làm được. Vậy thì theo anh em, con người có thể có khả năng dịch chuyển đồ vật bằng suy nghĩ không? Ô là trời, câu trả lời là có nha. Trên thế giới có những người có khả năng dịch chuyển đồ vật bằng suy nghĩ. Thậm chí, nhà ngoại cảm Uri Geller còn có thể bẻ cong một chiếc thìa kim loại mà không cần động tay chân cô. Câu 13. Ai cũng biết, các loài vật như cờ hó, mèo, trâu bò đều có thể vẫy tay. Vậy thì con người có biết vẫy tay không? Chắc chắn là có rồi. Một chiếc thống kê cho rằng trên thế giới có 15% những người có khả năng kỳ lạ này. Bạn nào mà có đôi tai biết vẫy thì chính là người cực kỳ nhạy cảm, không chỉ có thính giác tốt mà còn có thể tiên đoán những gì sắp xảy ra, thậm chí còn có thể phát hiện ra nguy hiểm phía trước để cảnh báo cho những người xung quanh. Theo các bạn, người nhìn xa như ống nhòm có thật không? Đáp án là có nha. Người đàn ông tên Ingo Swann có khả năng nhìn thấy một vật ở vị trí xa cách đến vài trăm km. Không chỉ vậy, ông này còn nhìn thấy và tả lại được hình ảnh mặt trăng và cả vành đai sao mộc mà các nhà khoa học không biết về sự tồn tại của nó vào tại thời điểm đó. Vậy người nghe bằng xương khi ở dưới nước có thật không nhỉ? Thật đấy, con người không chỉ siêu thính khi ở dưới nước mà còn có khả năng nghe được bằng xương. Thậm chí, máy trợ thính qua đường xương đã được sản xuất và nghe tốt hơn là qua đường tai. Theo các bạn, người đen nhất thế giới và người trắng nhất thế giới, ai nổi tiếng hơn? Câu trả lời là người đen nhất thế giới nổi tiếng hơn. Người mẫu Nia Kim Gadwick, 24 tuổi, đến từ Nam Sudan, được mệnh danh là nữ hoàng bóng đêm bởi làn da đen hiếm có của mình. Và cô cực kỳ nổi tiếng với làn da đen bóng, nếu hòa vào bóng đêm sẽ không thể nhận ra cô ở đâu đâu. Câu 17. Người cá và người vảy cá, ai không có thật? Người cá hay còn gọi là tiên cá là không có thật. Đây chỉ là những nhân vật trong thần thoại và qua lời kể của những thủy thủ đi thuyền trên biển. Còn người vảy cá là có thật. Những người này có làn da khô bong chóc đều nhau như vảy cá. Tuy nhiên thì những người vảy cá là người bị bệnh ngoài da và cần được chữa trị. Anh em ơi, hết 17 câu thì hết video rồi. Anh em có biết trên thế giới có người nào kỳ dị hơn không? Nhớ comment lại chia sẻ cùng nhau và đừng quên like, share, đăng ký kênh để chờ đón những video hấp dẫn hơn của Nhanh Trí nha. Bye bye!